Có thật cảm Phật ngài mới ứng, niệm lờ là Phật chứng vào đâu. Ví người đã rớt sông sâu không cần kêu cứu ai hầu cứu cho, niệm Phật chẳng béo nó chi Phật. Phật cũng không mong nhắc đến tên, chúng sanh muốn Phật dứt lên cho nên mới tưởng niệm tên Phật ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin, Phật thêm đồng tâm bi tình như là mẹ thấy con mình lắm tay. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Chỉ là một niệm trọn lành cũng là được Phật nhân hành đến nơi, hoặc chẳng niệm một lời chi cả. Nhưng thường hay có giả từ bi, trần ai chẳng nhiễm vật gì cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Người tự độ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi lại gió thuận chiều. Đường về chống biết bao nhiêu, được hay sức độ mau siêu phạm trần. Tuy có được tinh thần bác ai, cũng nhớ nên tượng giấy Di Đà. Kỳ này có Phật ấy qua rước về Cực Lạc ngồi tòa Kim Liên. Cõi ấy chẳng não phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên. Muốn chi thì được có liền thân, người nào cũng bằng sen hóa thành. Cõi ấy vốn trọn lành trọn tốt, cõi ấy không ai chết ai già. Thường ngày có Đức Di Đà dụng thần thông hóa hiện ra muôn hình, người nào cũng quanh mình đều sáng. Ai cũng đều viên mãn thần thông, đường xa muôn dặm tây đông, những đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người cõi ấy thường trưa mỗi bữa, đi cúng dường Phật ở khắp nơi. Đi về trong buổi ngõ thời, người nào cũng muốn thỉnh lời Như Lai. Nên ai cũng đồng vai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hạ quân kẻ phát tâm tu cầu, về Cực Lạc là đầu nhập môn. Mới cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải giả lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùng mà chẳng ố quen mùi bùng. Cõi lành kẻ dữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về Cực Lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào. Lá dạ thì trước sau cũng đổ, để lá non thay nở trên cành. Hết đời trước kế đời thanh luật, đạo thái ấy đã dành từ lâu. Thuở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu. Người nào cũng rất sống lâu an vui, chứ chẳng khổ sầu chi đâu. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh. Nhỏ lần cho đến hiện tình lòng người, qua xấu địa hình qua dơ. Đến lúc phải ban sơ lập lại, khó tránh ngài có đại biến di. Chính là cũng một cuộc
thi ai rơi ai đậu trong kỳ này đây. Đức tiếp dẫn kỳ này cùng tới, rước hiền nhân thế giới ta bà, đem về cực lạc Di Đà, dứt đường sanh tử lánh xa hồng trần. Ba tánh nhớ tu thân lập hành, nam nữ cần cái chánh chữ tà, lóc lừa trắng ấy nổi ra, có thần che chở cho qua tai nạn. Thiếu đạo đức sắc gan cũng chạy, thật hiền lành bới cải không trôi. Luật kia đã định sẵn rồi, lạnh thời tồn tại giữ thời tiêu tan. Ngoài pháo đốt tất gian tiếng nổ, hòa gây ra thì khổ hại thân. Cũng nên xét kỹ xa gần, cho hồn khỏi đọa, cho thân khỏi đài. Hồn bị đọa khó khai ngộ được, thân bị đài khó vượt lao lung. Dẫn nhau đi tới đường cùng, thân trầm thêm tội, hồn trầm thêm mê. Thế thảm rối rồi kế thế thảm tới, ma cũ đi ma mới hiện vào. Lúc nào biển cũng sống sao, chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên. Phần lớn bị bạc tiền mờ tri, ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bác làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng không cần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bác tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người ừ. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm vinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, mà nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời, đem giúp đỡ cho người chẳng mất. Cứ bo bo giữ cất không còn, vật mòn biết dụng không mòn. Tiền đừng nên bạc, nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ gia danh. Gái thì ban mất tiếp trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bốc chết tình thương, mà không sáng mắt bởi dương động tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông. Mà là nhờ có tiền đồng giúp
ông Bồ Thí khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa, dùng tiền như hạn cho mưa biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, Ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà Ngài chứng Như Lai, nhờ lòng Bồ Thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế này người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật Ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiện tài, chớ để nó sai khiến mình ai có của. Bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu, chứ cay đắng lòng nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già. Giàu đừng quên bố đức thi ân, có dư chớ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đau khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên, tiên với tục dính liền mặt trái. Để vậy phạm lộn lại là tiên, cũng thời sử dụng đâm tiền, người lo quần chúng kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thể thôi đâu có, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào, thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mỗi người nên lấy sức của mình. Phạm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng sanh ra. Biết tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu làm việc quay cũng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét, trong mười điều không biết chính điều. Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm, phải cần hỏi lại lương tâm, xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân. Nên tìm hỏi bậc
hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng. Lỗi với người khó toán chuộc tội, lỗi với mình sửa cái dễ đâu. Lỗi thân thân chịu giải dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê mang. Thân lao khổ bất an trong già, lòng âu sầu thân thể mòn hao. Không âu sầu chẳng khổ lao, lòng đừng để một phút nào rời thân. Phải tu luyện tinh thần sáng suốt, cần dưỡng nuôi hạnh đức đủ đầy. Cây công uống mãi cũng ngay, người hư mây cố sửa hoài cũng nên. Học hỏi vốn là nền tri thức, sách kinh là cái nút tâm linh. Cần học hỏi đọc sách kinh, giúp cho sức hiểu của mình rộng ra. Lành kem trí như nhà thiêu cửa, hiền mà ngu như ngựa cái mù. Hiền minh chớ để hiền ngu, lành thì lành trí chớ tu xuống lành. Tu có hành gia danh châu báu, tu không hành tiếng nhạo đã chai. Tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu. Chớ học nói ít câu hán từ, tự cho mình hay chữ lá lầm. Chữ đâu nghĩa đó cho thâm, chữ không hiểu nghĩa như câm khác nào. Đức không tài như dầu thiếu lửa, tài thiếu đức như ngựa không cương. Đức tài có đủ hai phương, lửa dầu gồm đủ ngựa cương sẵn sàng. Đạo có hạnh mới rằng học đạo, tu không hiền ai bảo là tu. Cửa thiền nay quá mờ lu, do người giả đạo dối tu phần nhiều. Đạo không hành là tiêu diệt đạo, tu làm hung là đạo ngược tu. Mù còn có thể hết mù tội, lường gạt Phật dễ dầu gì tiêu. Tội vô ý còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình luật sư không tha. Nếu tu không được thì ra, chớ mưu lấy đạo làm nhà buôn dân. Tạo ngu dại hưởng phần ngu dài, làm ác gian lành cái ác gian. Chạy trời sao cõi nắng chán, hại người mù tất phải mang kiếp mù. Thù người bị người thù khó trốn, tổn hại người người tổn hại mình. Nhân nào quả nấy công minh, người trong hạ giới chớ khinh lưỡi trời. Con ơi Phật lập lời nói trước, đời hạ quân vô phước thì nhiều. Nghiệp mê không những khó tiêu, quả sầu trái lại dễ chiêu vào mình. Việc trả bao rất nhanh khó tường, sớm gây thì chiều hưởng không lâu. Thần minh tuy chẳng thấy đâu, nhưng mà mọi việc đều tâu ngọc hoàng. Tội đền tội bát vàng khó chuộc,
Phước thì là gặp phước khỏi lo, công bằng ngọc đế cần cho mãi lòng không lọt chớ lo sai lầm. Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lầu, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có vọng sanh điều tà. Điều tà mắc vô là chỉ nghĩ, sống cũng làm tâm trí lu mờ khởi ra ý xấu ban sơ. Diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày, ý nghĩ xấu kéo dài bao độ. Hành động ta càng lỗ bấy nhiêu, hiểu rồi cương quyết trừ tiêu. Chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm, vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng. Ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn, cũng không hề được thấy ra. Bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi, tâm vọng rất làm nguy hạnh đức. Người tu hành chưa dứt vọng tâm, như ôm rắn độc mà nằm thân kia. Không biết hòa lâm lúc nào, tâm vọng dứt mới vào cõi Phật. Vọng tâm còn khó nhập niết bàn, vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh. Vì đó sáu đàn chuyển luân, lúc niệm Phật tâm thần sao xiên. Khi tham thiền lười biến mỏi mê, thấy trong đầu óc nặng nề ấy là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó, thì đạo tâm từ đó lần phai. Đến khi tới trước Phật đài mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì, thờ Phật là biểu thị lòng tin. Lòng tin càng được chắc dình càng cao, đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Tin tưởng mạnh tất bền ý chí, ý chí bền thì dĩ quả nên. Không tin thì chỉ không bền, không bền chí sẽ không nên đạo màu. Em biết càng khó càng sâu tin tưởng, tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu. Tin là thứ phép cao siêu, sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà. Tin tưởng Phật thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tình đối với người ta rất nên quan trọng, lửa mà tin theo. Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng.
chánh đường. Khi thấy rõ ràng chừng ni sẽ đắc lòng vàng tin theo, tin dễ dãi thường gieo ân hận. Tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều, không tin thì đạo không siêu. Dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần, dễ tin tất tâm thần dễ đồng. Dễ động tâm dễ mong sự trần, sự trần dắt được tâm thần khác nào như bị thọt chân vào còng. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặc trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân tâm hồn, cứ thế mê dần đi thôi. Mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lệ thuộc xác thân. Lái quay ở giữa ngục trần, lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu. Giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ, chủ cũng lo mà tớ cũng lo. Những người chức trọng giàu to, vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tôn của người công, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư. Lo đến chết không như ý được, hết muốn này đến lượt muốn kia. Mồ hôi nước mắt đầm đìa mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa. Kẻ được sớm thì chưa lại chết, người chiều nên bỗng mất sớm đi. Lúc còn trẻ lại ngu si chừng thông minh, được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cành, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc núi giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần. Nên sau khi đã bỏ thân đi theo nghiệp mấy chuyện luân lại liền, nghiệp lôi cuốn như ghiền bình rượu. Khi thèm không ai rủ cùng đi, hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ. Trước cũng bởi vì nhớ bận thế, nay mới rơi trong bể hỏng trần hiện thời. Nếu chẳng tu thân sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mong dày đã tạo, mà trí ngu bần phu khác nhau. Nhưng dù khốn dại nghèo giàu, vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời. Những cái khổ hồi thời quá khứ, người đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một tràng mê từ hồi vô thủy kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm. Lúc người lúc thú làm nham, kể sao hết cuộc thân trầm tiền thân.
khi thì phú khi bằng tốt hàng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm. Khi ngói gạch khi lá rơm, lúc thì quan tương lúc làm tù nhân, kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chống cẳng ra quay, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tông tán chặt ngoài chặt trong, khi thì xác trôi sống chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng, kể sao hết chuyện não nồng của tiền kiếp cách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đe chưa, kiếp làm trai con vợ đùm đầy, khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng, có khi bị cùi phun sủi bài, có khi thì điên dại mù câm, sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố xin ăn qua ngày, có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình, kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung, khi thì được anh hùng giáng dồi, khi thì mang lấy tội phản thần, lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi, kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày mới cười cây khóc chúa cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Như lời nên vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày, không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàng tả tơi. Nghiệp dâm đản sanh nơi địa điềm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu. Nói sơ kệ chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kê kiếp sau làm bạn làm chồng, luân hồi lộn bảy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con. Mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh, thì nợ trước yếu tồn lại sau. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sanh còn kết dây oan. Ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hại người thì số vô biên. Tranh hơn ở kiếp hiển tiền, quên rằng tội ác còn truyền hậu lai. Danh không tranh chỉ gây hậu hoàng, lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài. Vui nay để chịu khổ mai, mà không nghĩ đến đời nay nhiều người. Nay đắc thế chê cười hèn yêu, mai thất thời phải chịu cười chê. Đời thường nay tướng mai hề, cho nên hiếp đắp nhúng trầy một ai.
lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ, khi giàu đừng quên thở bằng cùng. Ở ăn giữ mực trung dung sống, không kẻ oan chết không người hờn. Kẻ đã hiểu đâu chân đâu nguy, khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không. Chưa làm chỉ tính trong lòng cũng là ảnh hưởng chứ hồng tính gian. Thường nghĩ tốt có thần phúc hộ, hay tưởng rằng bị quả thần theo. Quả thần theo tất nạn eo, được thần phúc hộ thì tiêu tai nạn. Lòng giả có mạng tôi phụ, tâm tánh lành có lưới sáng bao. Mắt thần khi ngó nhìn vào, tức thời biết rõ người nào hiền hung. Mạng tôi phụ ma nung quỷ dục, lưới sáng bao thần chúc Phật ban. Quỷ ma nung dục thì tàn Phật, thần ban chúc thì an lạc đời. Lòng lành giữ lộ nơi chân tương, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muốn mưa phiền, thì là ngoài mắt cũng liền kéo mây. Phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết, thánh xem còn thấu triệt đáy lòng tâm không. Mà chẳng phải không mười phương chứ Phật đều trông thấy rành. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc tu lúc người. Ấy là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Tâm vọng ấy nếu còn vọng mãi, thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Vọng tâm nếu được lặng ngưng, phàm thân trở lại thanh nhân tức thời. Gốc tâm vọng do nơi cảm nhiệm, thói quen ưa đã chiếm trong lòng. Lúc nào cũng muốn cũng mong, trong tâm đâu có vắng không lúc nào. Thường vì quá ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành giấc chiêm bao. Lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chiêm bao lỗi lầm. Khi người để vọng tâm chi phối, thì tinh thần mệt mỏi tối đen. Chỉ làm theo cái thói quen xấu xa, cũng mặc để hèn cũng thấy. Thói quen khiến thường hay vọng tưởng, chưa vừa lòng vẫn muốn chưa thôi. Thêm đời nhiều thứ cuốn lôi, cạn làm y muốn con người nhiều thêm. Việc phước đức không thèm muôn đến, sự tà gian cứ mến theo luôn. Xấu xa chẳng biết hổ buồn, biết bao kẻ bị điên cuồng lợi danh. Thấy sắc đẹp động tình muôn lây, nghe lời to mong chạy đến dành. Của ai thấy cũng mong manh, đến như của mẹ cha mình còn tham. Cậy quyền thế lấy ngang lắm kè, dùng trí khôn chia sẻ nhiều người. Muốn cho lấy được không thôi, dù ai oan ghét che cười cũng trơ. Biết rằng quấy không chừa chẳng bỏ, hiểu là sai cứ mó vẫn đeo. Cố tình tội lỗi rất gieo, lòng tham muốn lấy hiểm nghèo vô biên. Lời lành
có người khuyên không nhớ, việc giữ không ai trọ chẳng quên. Thói quen từ trước nổi lên thường nghiêng theo dữ, ít nghiêng theo lành, sự cảm nhiễm kết thành nhiều kiếp. Cho nên khi gặp dịp nở liền, ngày nào kiếp trước đã chuyển, kiếp này ngày ấy người liền hiểu ngay. Luân hồi có khi dài khi ngắn, có khi em vừa chết đặng ít ngày, thì liền bị dắt đầu thai làm người, trở lại nhớ ngay kiếp người. Nếu bị nghiệp sanh nơi cầm thu, sống theo loài rừng rú ngu đần, sao dù trở lại nhân thân, dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người. Những tập quán hồi thời quá khứ, nếu như không cơ hội chạm da, thì là khó nổi nhớ ra thói quen, nằm mãi trong nhà nghiệp duyên. Nếu ma quỷ sanh lên nhân loại, dễ cảm theo cái thói quỷ ma, chánh đường nếu chẳng sống ra, thì là dễ bị đường tà cuốn lôi. Đã sanh được làm người đất quy, thường được nghe giải chỉ tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao có trở lên làm người, để sanh lạc vào nơi cầm thu. Không được nghe khuyên nhủ lời lành, thì không được biết tu hành tất, còn chịu kiếp tử sanh lâu dài. Nạn ấy lớn hơn tai nạn khác, cũng là điều hình phạt tối cao, để cho cửa thú lọt vào giấc mê dài, biết ngày nào tỉnh ra. Với ma quỷ cũng là đại nạn, kiếp sống như là ráng là mây, tiêu tan chẳng có hẹn ngày, thường cam đôi khác vẫn gây trong lòng. Tâm oan ghét đã sống cực độ, nên thường gây đau khổ cho người, không kiêng Phật chẳng kể trời, khiến cho nghiệp ác càng bồi thêm cao. Xưa kia có một cào vua nọ, có một ông quan võ bất lương. Mỗi lần đi đến thôn hương, bắt dân làng phải nộp lương nộp tiền, bò heo có phải khiến đến nạp, cô gái xinh phải dắt tới hầu, bắt dân làm giết ngựa trâu lốt, thì bị giết bị tù thảm thương. Gặp già cả không nhường không kể, thấy tăng sư chẳng lễ chẳng chào, rất là ngạo mạn tự cao, không tin nhân quả chẳng nao tuần hoàn. Một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi. Sanh làm ngạ quỷ tức thì, mặt mày xấu xí dị kỳ hình dung, cổ quá nhỏ vật không nuốt chài, bụng thì to bằng cái bụng trâu, ngày đêm đói khát buồn rầu vất, giờ chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đúc tới mồm thành lửa, nước ngấm vào miệng quá dầu sôi, làm cho phồng lưỡi cháy môi, chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời, trả quả lúc làm người tiền kiếp.
nhưng thường không được biết tỉnh ra, ôm lòng oán hận sâu xa càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Con ơi lấy chuyện này để biết, những hành tung tiền kiếp mất đâu, làm cho thiên hạ đau sầu, là gây hậu quả độc xấu cho mình. Quan ngay lúc sanh bình oai khi, khi thoát rồi làm quỷ đói đau. Người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thứ hùng hào ấy không? Chỉ một lúc thỏa lòng ham hô, mà để cho đau khổ muôn đời, là điều nhân nên nhịn con ơi. Anh quen khó nhịn, nhịn thời cũng quen, có quả báo nên khuyên hướng thiền. Không đau đầu ai khuyên trừ tà, chết rồi tội có thật cảm Phật ngài mới ứng. Niệm lờ là Phật chứng vào đâu, với người đã rớt sông sâu, không cần kêu cứu ai hầu cứu cho. Niệm Phật chẳng béo nó chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên. Chúng sanh muốn Phật dứt lên, cho nên mới tưởng niệm tên Phật ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin, Phật thêm động tâm bi tình, như là mẹ thấy con mình lắm tay. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Chỉ là một niệm trọn lành cũng là được Phật nhân hành đến nơi, hoặc chẳng niệm một lời chi cả. Nhưng thường hay có giả từ bi, trần ai chẳng nhiễm vật gì, cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Người tự độ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi lại gió thuận chiều. Đường về chống biết bao nhiêu, được hay sức độ mau siêu phạm trần. Tuy có được tinh thần bác ai, cũng nhớ nên tượng giấy Di Đà. Kỳ này có Phật ấy qua rước, về Cực Lạc ngồi tòa Kim Liên. Cõi ấy chẳng não phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên. Muốn chi thì được có liền, thân người nào cũng bằng sen hóa thành. Cõi ấy vốn trọn lành trọn tốt, cõi ấy không ai chết ai già. Thường ngày có Đức Di Đà dụng thần thông hóa hiện ra muôn hình, người nào cũng quanh mình đều sáng. Ai cũng đều viên mãn thần thông, đường xa muôn dặm tây đông, những đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người cõi ấy thường trưa mỗi bữa, đi cúng dường Phật ở khắp nơi. Đi về trong buổi ngõ thời, người nào cũng muốn thỉnh lời Như Lai. Nên ai cũng đồng giai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hạ quân kẻ phát tâm tu cầu, về Cực Lạc là đầu nhập môn. Mới cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải giả lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùng mà chẳng ố quen mùi bùng. Cõi lành kẻ giữ hung kho bước, Phật
từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về cực lạc Tây phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào, lá dạ thì trước sau cũng đổ. Để lá non thay nở trên cành, hết đời trước kế đời thanh luật, đạo thai ấy đã dành từ lâu. Thuở xưa qua địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu, người nào cũng rất sống lâu an vui, chứ chẳng khổ sầu chi đâu. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh, nhỏ lần cho đến hiện tình lòng người, qua xấu địa hình qua dơ, đến lúc phải ban sơ lập lại, khó tránh ngày có đại biến gì. Chính là cũng một cuộc thi, ai rơi ai đậu trong kỳ này đây, đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới. Rước hiền nhân thế giới ta bà, đem về cực lạc Di Đà, dứt đường sanh tử lánh xa hồng trần. Ba tánh nhớ tu thân lập hành, nam nữ cần cái chánh chữ tà. Lóc lừa trắng ngay nổi ra, có thần che chở cho qua tai nạn. Thiếu đạo đức sắc gan cũng chạy, thật hiền lành bới cải không trôi. Luật kia đã định sẵn rồi, lạnh thời tồn tại giữ thời tiêu tan. Ngoài pháo đốt tất gian tiếng nổ, hòa gây ra thì khổ hại thân. Cũng nên xét kỹ xa gần, cho hồn khỏi đọa, cho thân khỏi đài. Hồn bị đọa khó khai ngộ được, thân bị đài khó vượt lao lung. Dẫn nhau đi tới đường cùng, thân trầm thêm tội, hồn trầm thêm mê. Thế thảm rối rồi kế thế thảm tới, ma cũ đi ma mới hiện vào. Lúc nào biển cũng sống sao, chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên. Phần lớn bị bạc tiền mờ tri, ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bác làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng không cần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bác tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người ừ. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm vinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, mà nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời, đem giúp đỡ cho người chẳng mất. Cứ bo bo giữ cất
không còn vật mòn biết dụng, không mòn tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ gia danh. Gái thì ban mất tiếp trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bốc chết tình thương mà không sáng mắt bởi dương động tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông. Mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thi khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa, biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, Ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà Ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế nay người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật Ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiện tài, chớ để nó sai khiến mình ai có của. Bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chứ cay đắng lòng. Nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già, giàu đừng quên bố đức thi ân. Có dư chứ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đâu khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Tiên với tục dính liền mặt trái, để vậy phạm lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đâm tiền, người lo quần chúng kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thể thôi đâu có, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào, thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mỗi người nên lấy sức của mình. Phạm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng sanh ra. Biết
tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu làm việc quay cũng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét, trong mười điều không biết chính điều. Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm, phải cần hỏi lại lương tâm xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân. Nên tìm hỏi bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng. Lỗi với người khó toán chuộc tội, lỗi với mình sửa cái dễ đâu. Lỗi thân thân chịu giải dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê mang. Thân lao khổ bất an trong già, lòng âu sầu thân thể mòn hao. Không âu sầu chẳng khổ lao, lòng đừng để một phút nào rời thân. Phải tu luyện tinh thần sáng suốt, cần dưỡng nuôi hạnh đức đủ đầy. Cây công uống mãi cũng ngay, người hư mây cố sửa hoài cũng nên. Học hỏi vốn là nền tri thức, sách kinh là cái nút tâm linh. Cần học hỏi đọc sách kinh, giúp cho sức hiểu của mình rộng ra. Lành kem trí như nhà thiếu cửa, hiền mà ngu như ngựa cái mù. Hiền minh chớ để hiền ngu lạnh, thì lành trí chớ tu xuống lành. Tu có hành gia danh châu báu, tu không hành tiếng nhạo đã chai. Tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu. Chớ học nói ít câu hán từ, tự cho mình hay chữ lá lầm. Chữ đâu nghĩa đó cho thâm, chữ không hiểu nghĩa như câm khác nào. Đức không tài như dầu thiếu lửa, tài thiếu đức như ngựa không cương. Đức tài có đủ hai phương, lửa dầu gồm đủ ngựa cương sẵn sàng. Đạo có hạnh mới rằng học đạo, tu không hiền ai bảo là tu. Cửa thiền nay quá mờ lu, do người giả đạo dối tu phần nhiều. Đạo không hành là tiêu diệt đạo, tu làm hung là đạo ngược tu. Mù còn có thể hết mù tội, lường gạt Phật dễ dầu gì tiêu. Tội vô ý còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình luật sự không tha. Nếu tu không được thì ra, chớ mưu lấy đạo làm nhà buôn dân. Tạo ngu dại hưởng phần ngu dại,
làm ác gian lành cái ác gian, chạy trời sao khỏi nắng chán, hại người mù tất phải mang kiếp mù. Người bị người thù khó trốn, tổn hại người người tổn hại mình. Nhân nào quả nấy công minh, người trong hạ giới chớ khinh lưỡi trời. Con ơi Phật lập lời nói trước, đời hạ quân vô phước thì nhiều. Nghiệp mê không những khó tiêu, hòa sầu trái lại dễ chiếu vào mình. Việc trả bao đất nhanh khó tường, sớm gây thì chiều hưởng không lâu. Thần minh tuy chẳng thấy đâu, nhưng mà mọi việc đều tâu ngọc hoàng. Tội đền tội bát vàng khó chuộc, phước thì là gặp phước khỏi lo. Công bằng ngọc đế cần cho, mãi lòng không lọt chớ lo sai lầm. Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lầu, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có vọng sanh điều ta. Điều tà mặc dù là chỉ nghĩ, sống cũng làm tâm trí lu mờ, khởi ra ý xấu ban sơ, diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm. Vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn cũng không hề được thấy ra, bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm. Như ôm rắn độc mà nằm thân kia, không biết hòa lâm lúc nào. Tâm vọng dứt mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, vì đó sáu đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lười biến mỏi mê. Thấy trong đầu óc nặng nề, ấy là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó, thì đạo tâm từ đó lần phai. Đến khi tới trước Phật đài, mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì, thờ Phật là biểu thị lòng tin. Lòng tin càng được chắc dình càng cao, đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên.
tin tưởng mạnh tất bền ý chí. Ý chí bền thì dĩ quả nên, không tin thì chỉ không bền, không bền chí sẽ không nên đạo màu. Em biết càng khó càng sâu tin tưởng, tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu. Tin là thứ phép cao siêu, sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà. Tin tưởng Phật thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tin đối với người ta rất nên quan trọng, lửa mà tin theo. Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng. Chánh đường khi thấy rõ ràng, chừng ni sẽ đắc lòng vàng tin theo. Tin dễ dãi thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần. Dễ tin tất tâm thần dễ đồng, dễ động tâm dễ mong sự trần. Sự trần dắt được tâm thần, khác nào như bị thọt chân vào còng. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặc trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân tâm hồn, cứ thế mê dần đi thôi. Mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lệ thuộc xác thân. Lái quay ở giữa ngục trần, lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu. Giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ, chủ cũng lo mà tớ cũng lo. Những người chức trọng giàu to, vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tôn của người công, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư. Lo đến chết không như ý được, hết muốn này đến lượt muốn kia. Mồ hôi nước mắt đầm đìa, mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa. Kẻ được sớm thì chưa lại chết, người chiều nên bỗng mất sớm đi. Lúc còn trẻ lại ngu si, chừng thông minh được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cành, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc núi giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần. Nên sau khi đã bỏ thân đi, theo nghiệp mấy chuyển luân lại liền. Nghiệp lôi cuốn như ghiền bình rượu, khi thèm không ai rủ cũng đi. Hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ. Trước cũng bởi vì nhớ bận thế,
nay mới rơi trong bể hỏng trần hiện thời. Nếu chẳng tu thân sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mong dày đã tạo mà trí ngu bằng phu khác nhau. Nhưng dù khốn dại nghèo giàu vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời. Những cái khổ hồi thời quá khứ người đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một tràng mê từ hồi vô thị kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm. Lúc người lúc thú làm nham kể sao hết cuộc thanh trầm tiền thân. Khi thì phú khi bằng tốt hàng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm. Khi ngói gạch khi lá rơm, lúc thì quan tương lúc làm tù nhân. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chống cẳng ra quay. Kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tông tán chật ngoài chật trong. Khi thì xác trôi sông chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng. Kể sao hết chuyện não nồng của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đe chưa, kiếp làm trai con vợ đùm đề. Khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng. Có khi bị cùi phun sủi bài, có khi thì điên dại mù câm. Sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố xin ăn qua ngày. Có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình. Kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cố quạnh trong tình cấm cung. Khi thì được anh hùng giáng dồi, khi thì mang lấy tội phản thần. Lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi. Kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày. Mới cười cây khóc chúa cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Như lời nên vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày. Không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay. Thế nào kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang. Kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàng tả tơi. Nghiệp dâm đản sanh nơi địa điềm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu. Nói sơ kệ chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kê kiếp sau làm bạn làm chồng. Luân hồi lộn bảy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con. Mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh, thì nợ trước yếu tồn lại sau. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết,
Biêu chúng sanh còn kết dây oan, ở trong ba cõi sáu đàn như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hại người thì số vô biên. Tranh hơn ở kiếp hiển tiền quên rằng tội ác còn truyền hậu lai, danh không tranh chỉ gây hậu hoàng. Lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài, vui nay để chịu khổ mai mà không nghĩ đến đời nay nhiều người. Nay đắc thế chê cười hèn yêu, mai thất thời phải chịu cười chê. Đời thường nay tướng mai hề, cho nên hiếp đắp nhúng chày một ai. Lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ, khi giàu đừng quên thuở bằng cùng. Ở ăn giữ mực trung dung, sống không kẻ oan, chết không người hờn. Kẻ đã hiểu đâu chân đâu nguy, khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không. Chưa làm chí tính trong lòng cũng là ảnh hưởng chớ hồng tính gian. Thường nghĩ tốt có thần phúc hộ, hay tưởng rằng bị quả thần theo. Quả thần theo tất nạn eo, được thần phúc hộ thì tiêu tai nạn. Lòng giả có màn tôi phủ, tâm tánh lành có lưới sáng bao. Mắt thần khi ngó nhìn vào, tức thời biết rõ người nào hiền hung. Màn tối phủ ma nung quỷ dục, lưới sáng bao thần chúc Phật ban. Quỷ ma nung dục thì tàn Phật, thần ban chúc thì an lạc đời. Lòng lành giữ lộ nơi chân tương, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muốn mưa phiền, thì là ngoài mắt cũng liền kéo mây. Phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết, thánh xem còn thấu triệt đáy lòng. Tâm không mà chẳng phải không, mười phương chư Phật đều trông thấy rành. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc tu lúc người. Ấy là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Tâm vọng ấy nếu còn vọng mãi, thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Vọng tâm nếu được lặng ngưng, phàm thân trở lại thanh nhân tức thời. Gốc tâm vọng do nơi cảm nhiệm, thói quen ưa đã chiếm trong lòng. Lúc nào cũng muốn cũng mong, trong tâm đâu có vắng không lúc nào. Thường vì quá ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành giấc chiêm bao. Lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chiêm bao lỗi lầm. Khi người để vọng tâm chi phối, thì tinh thần mệt mỏi tối đen. Chỉ làm theo cái thói quen xấu xa, cũng mặc để hèn cũng thấy. Thói quen khiến thường hay vọng tưởng, chưa vừa lòng vẫn muốn chưa thôi. Thêm đời nhiều thứ cuốn lôi, cạn làm y muốn con người nhiều thêm. Việc phước đức không thèm muốn đến,
sự tà gian cứ mến theo luồng xấu xa, chẳng biết hổ buồn biết bao kẻ bị điên cuồng lợi danh, thấy sắc đẹp động tình muôn lây. Nghe lời to mong chạy đến dành, của ai thấy cũng mong manh. Đến như của mẹ cha mình còn tham, cậy quyền thế lấy ngang lắm kè. Dùng trí khôn chia sẻ nhiều người, muốn cho lấy được không thôi. Dù ai oan ghét che cười cũng trơ, biết rằng quấy không chừa chẳng bò. Hiểu là sai cứ mò vẫn đeo, cố tình tội lỗi rất gieo, lòng tham muốn lấy hiểm nghèo vô biên. Lời lành có người khuyên không nhớ, việc dữ không ai trỏ chẳng quên. Thói quen từ trước nổi lên thường, nghiêng theo dữ ít nghiêng theo lành, sự cảm nhiễm kết thành nhiều kiếp. Cho nên khi gặp dịp nở liền, ngày nào kiếp trước đã chuyển, kiếp này ngày ấy người liền hiểu ngay. Luân hồi có khi dài khi ngắn, có khi em vừa chết đặng ít ngày, thì liền bị dắt đầu thai làm người, trở lại nhớ ngay kiếp người. Nếu bị nghiệp sanh nơi cầm thu, sống theo loài rừng rú ngu đần, sao dù trở lại nhân thân, dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người, những tập quán hồi thời quá khứ. Nếu như không cơ hội chạm da, thì là khó nổi nhớ ra thói quen, nằm mãi trong nhà nghiệp duyên. Nếu ma quỷ sanh lên nhân loại, dễ cảm theo cái thoái quỷ ma, chánh đường nếu chẳng sống ra, thì là dễ bị đường tà cuốn lôi. Đã sanh được làm người đất quy, thường được nghe giải chỉ tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao có trở lên làm người, để sanh lạc vào nơi cầm thu. Không được nghe khuyên nhủ lời lành, thì không được biết tu hành tất, còn chịu kiếp tử sanh lâu dài. Nạn ấy lớn hơn tai nạn khác, cũng là điều hình phạt tối cao. Để cho cửa thú lọt vào giấc mê dài, biết ngày nào tỉnh ra, với ma quỷ cũng là đại nạn. Kiếp sống như là ráng là mây, tiêu tan chẳng có hẹn ngày, thường cam đôi khác vẫn gây trong lòng. Tanh oan ghét đã sống cực độ, nên thường gây đau khổ cho người. Không kiêng Phật chẳng kể trời, khiến cho nghiệp ác càng bồi thêm cao. Xưa kia có một trào vua nọ, có một ông quan võ bất lương. Mỗi lần đi đến thôn hương, bắt dân làng phải nộp lương nộp tiền, bò heo có phải khiến đến nạp. Cô gái xinh phải dắt tới hầu, bắt dân làm giết ngựa trâu lốp, thì bị giết bị tù thảm thương. Gặp già cả không nhường không kề, thấy tăng sư chẳng lễ chẳng chào,
rất là ngạo mạn tự cao, không tin nhân quả chẳng nào tuần hoàn. Một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi. Sanh làm ngạ quỷ tức thì mắt mày xấu xí dị kỳ hình dung, cổ quá nhỏ vật không nuốt chài, bụng thì to bằng cái bụng trâu, ngày đêm đói khát buồn rầu vất vơ chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đúc tới mồm thành lửa, nước ngấm vào miệng quá dầu sôi, làm cho phồng lưỡi cháy môi, chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời, trả quả lúc làm người tiền kiếp. Nhưng thường không được biết tỉnh ra, ôm lòng oán hận sâu xa, càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Con ơi lấy chuyện này để biết, những hành tung tiền kiếp mất đâu, làm cho thiên hạ đau sầu, là gây hậu quả độc xấu cho mình. Quan ngay lúc sanh bình oai khi, khi thoát rồi làm quỷ đói đau, người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thứ hùng hào ấy không? Chỉ một lúc thỏa lòng ham hô, mà để cho đau khổ muôn đời, là điều nhân nên nhịn con ơi. Anh quen khó nhịn, nhịn thời cũng quen, có quả báo nên khuyên hướng thiền. Bật lối đường đi đến Phật tiên, muôn kiếp vẫn còn nguyên tại thế, khổ này qua khổ kia liền kề. Lẫn hợp trong bể sổ không ngừng, càng ngày càng u ám tinh thần, không còn sức quầy chân trở lại. Khi có cuộc tan điền thương hại, các nạn tai đổ dải trên mình, thân sống cam trôi nổi linh đinh, linh hồn cũng gặp gình mây gió, sống hay chết vẫn nằm trong rõ, bị nghiệp mê lôi cổ đi luôn. Mang lấy thân sống dài chết cuồng, chịu đựng kiếp vào trần ra khổ. Lăn lộn mãi sớm khai chiều đổ, mang mệnh đời nay đẻ mai chôn. Lo miếng cơm chạy chót bọn chồng, vì manh dại cuối lòn bẩn rồng, lúc nào cũng lo như bị nhồng. Sống trong đời hỗn độn đua chen, chỉ làm cho tâm trí tối đen, chung cuộc vẫn đem chôn xuống đất. Có cảnh Phật còn hoài không mất, mà không tìm qua được cho an, ấy là điều cần phải tiếc than. Cho lòng của thế gian mê muội, nên xét kỹ để lo cải hối, đuổi theo cho kịp chuỗi ngày qua. Mượn thuyền từ vượt cảnh phong ba, để kịp hội lắm qua kỳ tới. Trong thiện tính nữ nam các giới, ráng tu cho Phật hội tên đề, nếu không ngồi chính phẩm liên quê, cũng ráng được giữa kệ thánh vị.
thân tử để được tròn đạo lý. Phận tổ thầy cũng phi lòng nguyện, là những lời của Phật muốn truyền. Xin nhờ khách hữu duyên nhắc lại, đây liền cúi đầu vâng lời dạy. Mượn bút nghiêng kể lại như trên, mong người đời chịu khó đọc lên. Rồi suy nghiệm hư nên tường tận, lo tu niệm một lòng tinh tấn. Cho tâm hồn được sáng suốt ra, cõi Di Đà được biết lối qua. Đường giải thoát thấy ra tỏ rõ, về tinh độ cho thân hết khổ. Lên niết bàn hầu có an cư, được kim thân bất hoại bất hư, được bổn tánh chân như thường trụ. Được tự tại tự do tự chủ, được khỏi dòng sanh tử luân hồi, được ngồi yên trên sen báo vui tươi. Được thông làm đất trời vạn vật, được còn mãi chứ không hề mất. Ấy là điều đây rất ước mong, xin thiện nam tín nữ đại đồng. Ráng tu được thành công đắc hòa. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Cúi lại đấng tam giới tôn, quy mạn cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng, thọ trì sám văn hiện đạo. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thị dân giáo lý phần thần cơ thật luận, từ xa bóng có luồng gió nhẹ, nghe toàn thân mát mẻ vô cùng. Tự thấy mình mở quát hung trung, liền có vị Pháp Long bước đến. Phòng vắng lặng không hương không nến, chỉ lấy lòng tiếp kiên với lòng. Dùng nhiệt tâm thai nén hương nồng, đem thành ý thế chung nước là.
lòng vui vẻ bút không thể tả, rồi cùng nhau hỉ hạ tách chân. Trong khắc kỳ đến chúng Kim Sơn, cúi đầu trước Thế Tôn bái tạ. Nhờ ân đức từ bi hỷ xả, giải pháp màu cảm hóa chúng sanh, bớt khổ sầu thế giới cạnh tranh, cho thiên hạ thái bình an lạc. Phật như đã rõ lòng khao khát, liền nói cho bi pháp diệu quyền, rằng hôm nay vì mở phước điền mới gọi khách hữu duyên lại đau. Chúng sanh dần sống trong mộng ảo, kiếp người đời như thảo thượng sương, sự nhân từ ít kẻ chủ trương, việc báo ác nhiều phương cổ dò, mạng đã ngắn càng làm thêm nhỏ, sự mê lầm còn có chi hơn, người đã không còn bị nghiệp vương, rất thương kẻ đang cơn liễu điều. Cái chết vốn là nơi kết liễu, khách trần gian chung chịu như nhau. Sinh ra thì có tử theo sau, không thể trốn nơi nào cho khỏi. Sanh tử bởi nơi tiền nghiệp gọi, người còn gây còn phải trả đền. Giống đã gieo người dẫu có quên, đúng ngày tháng mọc lên nhất định. Trước không chịu để lầm lo tính, sao muốn ngăn dừng cũng không xong. Nghiệp đến rồi dầu bất tiên ông, cũng phải chịu chứ không tránh khỏi. Như lời Phật đã vừa mới nói, giống đã gieo không gọi cùng lên. Nghiệp tao rồi tuy đã bỏ quên, đúng giờ khắc tự nhiên nó đến. Nghiệp lực mạnh rất vô bờ bến, ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu. Giống nghiệp càng châm gốc rễ sâu, càng nảy nở dài lâu khó nhổ. Nghiệp càng lắm càng nhiều đau khổ, vay cho nhiều phải trả lời nhiều. Nở hồng trần chẳng lúc nào tiêu, vậy oan trai cứ đeo buộc mày. Năm tháng vẫn dích trong khổ hải, kiếp đời lăn lộn mãi sông mê. Đường Tây Phương bật lối trở về, nẻo địa ngục giàu ra mòn gót. Chịu hành phạt đã không còn sót,
cửa luân hồi chưa vượt khỏi qua. Nghiệp trần còn đành phải sanh ra, mang lấy kiếp gọi là sanh vật. Lo thân sống nào ăn ở mặc, nào lợi danh nào vật dục tình. Rồi sanh lòng bảo thủ lấy mình, việc chi cũng muốn trên hơn cả. Tánh ích kỷ sanh ra nhân ngã, khiến cho người nổi giả cạnh tranh. Thấy ai hơn có ý ghét ganh, thấy ai kém sanh tình hung hiếp. Hổ tham chẳng bao giờ phủ liếp, tánh tham danh tham sắc tham tài. Ba điều tham thiên hạ đáng sai, đa số khách trần ai đều bị. Nếu chẳng dứt được lòng ích kỷ, thì chứng tham khó trị cho lành. Hễ tham danh thì khổ vì danh, chữ danh nó gần bên tài sắc. Danh có được sắc tài liền bắt, tài được rồi danh sắc nó theo. Sắc có thì danh lợi nó đeo, danh tài sắc ba điều dinh liêu. Dướng một cái cả ba cái níu, ngã bên nào cũng chịu khổ sầu. Vượt ra ngoài có mấy ai đâu, rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ. Đạo cốt nhục nở đành chia rẽ, tình đồng bào sâu xé nát tan. Cũng vì danh vì sắc vì vàng, làm cho kẻ tham gian tôi mắt. Mê danh lợi lắm người phản tặc, đâm sắc tài nhiều bậc vong ân. Biết bao điều thảm sát bất nhân, vì tài hoặc vì danh vì sắc. Nếu chuyện lớn nước nhà sanh giặc, còn nhỏ thì thù ghét chóm riêng. Khắp quán cầu thiên hạ đau điên, vì tài sắc vì danh lợi cả. Tánh ích kỷ với lòng nhân ngã, mưu lợi danh mưu cả sắc tài. Người giết người chẳng biết gom tay. Bạn phản bạn quên ngày hậu nhật, trai bất nghĩa gái không hạnh đức. Chồng bát tình vợ thất tiết trinh, trò phản thầy tớ hại chủ mình. Cũng vì sắc tài danh phần lớn, mình sung sướng mặt người đau đớn. Thấy của ai cũng muốn lâm le, lời nói lành chẳng để tai nghe. Thấy việc phải không hề bắt chước, vì ích kỷ chẳng vui làm phước. Vì ngã nhân muốn được phần mình,
sáu muôn ngàn tội ác tại đình, cũng vì lợi vì danh vì sắc. Người đối xử với người khe khách, người nhẫn tâm lừa gạt lẫn nhau. Chẳng phải vì ích kỷ hay sao, quyền lợi đụng chạm nhau do đó. Muốn danh vọng muốn nên giàu có, muốn cao sang vợ đẹp con xinh, muốn cho ai cũng phải phục mình, muốn mình sống mặc tình ai chết. Càng muốn mãi muốn hoài không hết, các việc do lòng ích kỷ sanh. Giữa loại người đủ mặt cạnh tranh, vì muốn lợi cho mình làm trước. Mình muốn được thì người muốn được, mới gây ra các cuộc đấu tranh. Kẻ được thì đủ cách giữ canh, người bị mất cố tình lấy lại. Kẻ nay thắng kế mai lại bại, người bại nay nhưng lại thắng mai. Thua trần thắng được cũng cày mài, xét cho kỹ có ai sung sướng. Chỉ tạo lấy thêm nhiều nghiệp chướng, làm cho đời khổ lớn thêm ra. Danh lợi mua bằng cách thù hềm, thà không có còn êm hơn có. Vì sự sống diệt chia cũng mó, ấy lầm to nào có khôn ngoan. Lợi cho mình mà hại nhân gian, cái lợi ấy chỉ làm tuyết lộ. Nghĩ đến chuyện đấu tranh lưỡng hồ, tất không vui làm khổ cho ai. Nếu để lầm nghĩ đến ngày mai, sẽ không thể nhúng tay việc ác. Luật nhân quả thẳng tay trần phạt, vô luận ai tạo tác bất lương. Muốn thì làm chẳng chịu suy lường, dễ đưa tới con đường tối lồi. Biển sâu rớt luôn công bơi lồi, tội ác lắm khó nổi gỡ ra. Vui nhất thời để khổ lâu xa, sự vui ấy chỉ là thuốc độc. Chúng sanh biết bao điều thảm khốc, vì ham vui trong chốc lát sanh. Cần nghĩ suy rồi sẽ thi hành, tranh bá lợi mồi danh câu nhừ. Hành thiện sự hay là ác sự, là nguyên nhân vui khổ trong đời. Mặc dù là một việc nói chơi, cũng ảnh hưởng cho người sâu sắc. Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho mình. Đừng để cho thị dục lừa mình, cùng tranh thư cảm tình vũ dỗ. Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết
thương thân phải độ lấy thân, đem lời danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ông tay áo. Danh mà chẳng danh là chánh đạo, lợi mà không lợi hao mới chân. Xác phàm phu mà giả thánh nhân, ở trong tục nhưng lòng tại ngoài. Tánh ác lấy lòng từ đổi lại, tình yêu riêng đem cái yêu chung. Tha đói nghèo việc quay bất tùng, cam rất lạnh chớ không lừa đau. Không những đối người nhà ngay thảo, đối với ai cũng hảo tấm lòng. Người lạ quen đều xử chi công, biết tha thứ hơn lòng cố chấp. Các việc ngay chú tâm rèn tập, lợi danh đâu dẫn dắt đường tàn. Đừng quên rằng giúp đỡ người ta, tức là việc giúp cho mình đây. Của người khác mà mình cướp lấy, chính là mình phá hoại của mình. Sách có câu trời rộng tinh thinh, mà chẳng lọt mãi lòng kha nhớ. Tưởng ích kỷ ruộng giường rộng mở, có ngờ đâu thêm nở lâu đời. Bữa nay cười để chịu khóc mới. Đa số kẻ sống đời như thế, tham danh lợi lỗi lầm bất kể. Mê sắc tài tội lễ chẳng màng, ấy phần đông của kẻ thế gian. Chịu thống khổ nguyên nhân gì đó, thân tứ đại cuối cùng phải bỏ. Tạo tác chia diệt khổ vào mình, sương nhất thời để khổ hẳn nghìn. Là việc của chúng sanh thường tạo, nuôi thân sống bằng vô nhân đạo. Thân sống kia trên giáo trên gươm, đâu an toàn đâu được quý thơm. Mà lắm kẻ to mồm khoe sắc, đời đã thấy sớm còn tôi mất. Càng bất lương càng chuốc quả sầu, tưởng rằng thừa nước đục thả câu. Chẳng dè có kẻ sao đến thợp, thay nước chứ tưởng là dễ hớp. Lợi nằm ngay trước mắt khó ăn, lòng dục nên tìm cách cản ngăn. Chớ ham việc lợi danh mang quà, bụng khi đói ngậm mồi khó nhà. Nghèo gấp tiền chẳng mó dễ chi, cá mắt câu cũng bởi thế ni. Người phạm tội cũng vì lẽ ấy, khi thèm khát nhịn đi ít thấy. Lúc say mê dừng lại mấy ai, phần đông theo sở dục hằng ngày. Muôn chi cứ làm ngay chẳng xét, biết chung ghét vẫn làm cho ghét. Không cần ngày mai mốt
ra sao, để cho lòng tham dục túng thao. Hiện thời có biết bao nhiêu kẻ, có vợ chinh muốn thêm hầu lè. Được tình nhân muốn bẻ thêm duyên, thấy lòng người không lúc nào yên. Sự ham muốn lưu truyền như vườn, chữ tài sắc lòng thường mơ tường. Diệt lợi danh mở miệng nói luôn, nở hồng trần chẳng lúc nào xuống. Tâm trí mãi điên cuồng danh lời. Xong tội nọ tội kia liền tới, hết tù này cái đổi lao kia. Tự khóa thân rồi tự liền chìa, cứ như thế kéo lê kiếp sống. Đời này chẳng làm nên trò trong, kể đời sau cũng hỏng hư luôn. Đã trải qua số kiếp dư muôn, nào khắc giống giả tràn xe cát. Tưởng là giấu được điều tội ác, đâu ngờ gây nên kiếp trầm luân. Lo thân mà trái lại hại thân, chỉ một khổ làm thêm mười khổ. Bị mọi cảnh trần gian cam dỗ, làm mê tâm của kẻ tham gian. Gần xuống mồ lòng vẫn còn ham, mà đeo danh lời như sám khó gờ. Cũng vì thế mà không hết nợ, vừa chết xong liền trở lên ngay. Dạy đâu thì cả đó không sai, kể sao hết hình hài quá bao. Vui hoặc khổ đều do nghiệp tạo, giàu hay nghèo chớ bảo không căng. Hễ trồng tre thì có lên măng, làm ác tất phải mang quả ác. Chớ coi nhẹ những điều tội ác, phải quan tâm đến các hành vi. Vì rằng trong hành động chi chi, chung cuộc sẽ hồi quy lại hết. Việc chi dẫu lắm lòng mê mệt, cũng cần nên nhiều ít xét suy. Tránh đừng cho tai họa hồi quy, ấy là việc thường khi tác dụng. Phải rõ rệt chớ nên ấp úng, dù việc chi chạm đụng bất ngờ. Người thường hay vì tánh u ơ, bị ngoại cảnh làm cho xa ngà. Tạo công nghiệp tức mang cộng hòa, sự đồng tâm chớ khá coi thường. Chỉ gật đầu cũng đủ tai ương, đâu đợi đứng chủ trương mới tồi. Lấy đạo lý ra làm nguồn cội, để đo lường việc lỗi hay không. Bất luận là kẻ dốt hay thông, khi nhắm mắt cũng đồng thấy tôi. Không lấy đạo để làm đường lối, rất
khổ lòng biển nổi giả chân. Sai mê rồi dù bậc thánh nhân cũng lâm tâm tôi không hơn phàm tục. Chẳng lấy chỉ gạn trong lòng đục đâu bằng người thất học biết suy. Khi tai nghe mắt thấy những gì chớ tin bương phải tria thiện ác. Chỉ một phút để cho say lạc suốt cả đời chưa chắc hối xong. Mắt với tay là cửa của lòng, viết tài sắc lợi danh theo đó. Tâm sao động thường do mắt ngó. Chí lung lai thường ở tai nghe, các dịp đời lui tới giảng ve. Khiến tâm trí người ta siêu ngà. Chưa cầm chắc được trong lòng già, cửa mắt tay chớ kha hở hình. Coi như là có kẻ trộm rình, trong nhà phải thức canh nghiêm nhặt. Nếu sơ ý bị phường đảo tặc lẻn vào trong vết sạch của tiền. Mất của tiền chỉ bị trung chiên, mất thiện tánh đảo điên đời kiếp. Bị lầm lạc rơi vào ác nghiệp, còn việc chi khủng khiếp ai bằng. Buổi ly loạn càng lắm khó khăn, sự tội lỗi đón ngăn đầy ngò. Nào quyền thế rủ rèn to nhỏ, nào công danh cám dỗ đó đây. Chỉ dạy cho lời phải ít ai, đốc xuôi việc quấy thì lắm kè. Nói đạo đức nhiều người bác bẻ, làm hung sùng lắm kẻ chạy theo. Chốn thiền môn thường thấy vẫn teo, nơi tửu lạc thì bèo thiên hà. Khỏi sắc thì bị tài xô ngã, khỏi tài thì sắc ghé lối đi. Giữa chợ đời không thiếu món gì, khách trần ít kẻ đi qua lọt. Rồi lần chết vì là hảo ngọt, người lũy thân vì thích sắc tài. Lúc nguy nàng trong sạch mấy ai, thừa sự biến dở tay nhiều kẻ. Đời có biết bao người cấy khoe, dùng đủ phương hiếp kẻ yếu hèn. Tham của tiền đổi giá bạc đen, hiện lan khắp ở trên dương thế. Càng vật giá đời càng kinh tế, đảo càng suy người tế càng nhiều. Vì lợi quyền dân nhuộm máu điều, tranh địa vị nước nghèo sơ xác. Thành công được là nhờ hợp tác, thất bại do phụ bạc dân tâm. Quá tham thì không khỏi bị thâm, đừng tưởng một mình ăn trọn gói. Người dù có tài lương lẻo giỏi, cũng không sao chạy khỏi lưới trời. Có thể mình giấu được người đời.
Nhưng mình chẳng giấu nơi mình được, một mình biết đủ làm tối phước. Khỏi cần người biết được hay không, ớt nhai thì mình bị cay nồng, người khác biết hay không cũng vậy. Nhân quả cũng giống như chuyện ấy, thưởng phạt không sai chạy tí nào. Trả nhãn tiền hay trả mai sau, đến chậm hoặc đến mau không mất. Loạn đời chẳng bao giờ loạn luật, chớ thừa cơ làm việc ác gian. Lợi bất minh lợi ấy màu tàn, danh phi nghĩa danh không lâu lắc. Việc đã thấy làng khang trước mắt, sự sách còn ghi chép giấy đầy, có từ xưa không phải mới đây. Kẻ làm mát chẳng chày thì kiếp, mà nghiệp đến sắc tài không thể tiếp. Hòa lại danh lợi hết phò trì, tao cho nhiều đến phúc lâm nguy. Chỉ có một mình đi gánh chiều, thế mà chẳng mấy người xét hiểu. Nghiệp bất lành cứ triệu mãi ra, khiến cuộc đời không dứt hoàng gia. Làm cho kiếp thêm ra tội bao, bị các việc hồng trần lừa đảo. Biết mà không chịu tháo lui ra, trái lại còn thêm việc mê xa. Ngày mai một người ta bất kể, sức danh lợi cuốn lôi như thế. Ma sắc tài vũ dỗ giường ni, kẻ lòng còn lắm việc mê si. Lại càng khó thoát ly cho khỏi, mê thì lầm dù là hốc giỏi. Nhiễm thì hư chớ có nói tài cao, gặp việc không để trí xen vào. Đường tội lỗi thế nào cũng dấp, do hoàn cảnh hoặc do giai cấp. Tạo lỗi lầm nhiều cách khác nhau, nhưng cũng là một thứ trần lao. Đều bị khổ như nhau tất cả, người giống nhau ở lòng nhân ngã, người giống nhau ở giả vị tư. Lo bảo tồn thể chất quyền hư, đem hết cả tâm tư tranh đấu. Vì nhân ngã lỗi lầm tạo cấu, vì vị tư nhơ xấu gây nên. Gieo càng nhiều càng mọc đầy lên, nợ thế cứ phải đền trả mày. Báo thân lại thân không tồn tại, chỉ mang đời chết dài sống mê. Nhìn kỹ ra là thứ trò hề, mọi hình thức đều là giả dối. Chừng biết được đi xa quá đồi, không quyết tâm khó nổi quẩy về. Dùng dây lên đánh phá giấc mê, để thưởng thức bồ đề thật cảnh. Tìm cho thấy được nơi bổn tánh, tìm lộn về được
cảnh chân như, tìm cho ra thân bất hoại hư, đó là việc của người tinh ngộ. Nếu không tách khỏi vòng mê lộ, chẳng bao giờ được chỗ an nhiên, đó là điều chưa Phật thường khuyên, khắp sanh chúng ở miền hạ giới. Nay gọi khách hữu duyên bước tới, cũng để mà nhắc lại chuyện xưa. Hầu tùy nghi giáo độ cho vừa, giúp sanh chúng khỏi cơ thống khổ. Ma tài sắc mặt dầu cám dỗ, mồi lợi danh dầu có nhữ câu. Nhờ thấm nhuận chân lý cao sâu, không bị chúng lừa vào lưới nghiệp. Nếu chậm trễ gặp nhiều khủng khiếp, nào bệnh nào già chết bao giây. Làm tinh thần bôi rối cuốn quay, khó tìm lối vượt ngoài sáu lộ. Chúng sanh cũng nên mau tỉnh ngộ, sớm thoát ra khỏi cảnh mê sầu. Chịu luân trầm cũng đã quá lâu, đâu còn thiếu mà hầu liên tiếc. Mê danh lợi bị danh lợi giết, mênh sắc tài bị diệt mạng căn, không giúp cho mình được siêu thăng. Sao điều ấy chúng sanh không xét, từ bi thấy lòng như lửa thét. Giảng dạy cho người biết cội nguồn, để trị cho hết chứng mê cuồng. Hầu cứu vớt linh hồn thoát khổ, nước đã ngập lần lần đến cổ. Gặp thuyền không chịu vớ là nguy, lòng con đầy những sự mê si, nghe lời Phật không quy là khổ. Không hữu duyên lời lành khó ngộ, ngộ được là vì có duyên xưa. Nếu quyết tu theo chẳng cù cưa, nhất định sẽ đến bờ giải thoát. Nếu trì quẩn lòng không định đoạt, ngày trôi qua đến hết số căn, tất sẽ không thể kịp ăn năn. Ấy là một việc làm đáng tiếc, hễ có sanh tức là có diệt. Từ ngàn xưa đã biết rõ rồi, tại sao còn để tánh lôi thôi, không gấp rút tìm nơi bất diệt. Danh lợi chẳng dài lâu chớ tiếc, sắc tài không chân thiệt đừng mê. Quyết tìm phương cực lạc trở về, vũ sạch cả việc mây trần tục. Mưa nắng biết tìm nơi lánh đục, đường tử sanh phải cút khỏi đi. Biết mà còn ngồi đó chịu lì, thật là quá mê si đến đồi. Thân giờ dây biết lo tắm rồi, lòng bận nhớ thì phải bỏ đi. Việc xấu xa còn tiếc làm gì, chúng sanh cũng cần khi hiểu đến. Giấc vô đã có nhiều cảnh khến, cô dũa bào cũng bén trơn ra mặt.
dù người phạm tội thầm đa. Biết cải hối thì là hết được, chẳng làm việc gian hùng báo ngược, cũng vẫn nuôi sống được như thường. Tại sao làm những việc bất lương, cho chung ghét cho vương tội khổ, sống trong cảnh thân yêu ủng hộ, hơn sống trong tật đố thủ hèm, ba tánh cần sống cách thuận êm, đấu sanh chuyện đạo điên rối râm. Danh lợi dữ hay lành hãy gầm, sắc tài nên hay chẳng khá suy, lựa con đường chân chánh mà đi, đó là những hành vi thường nhật. Cách ăn ở phải theo chừng mực, mọi nói năng liệu sức nhắc cân, tránh những điều ích kỷ tổn nhân, đó là việc đang cần tiến mạnh. Sự hòa hảo vàng mười khó sánh, việc nghĩa nhân bạc nén không bì, gặp phải hội nước loạn dân nguy, các việc ấy cần thi nhau lập. Thuyền bè hữu dụng khi lục ngập, đạo nghĩa cần thiết lúc ly loạn, kẻ hữu quyền đừng có ngó ngang, nên lấy đó trấn an dân chung. Đời gấp phải những hồi kinh khủng, chớ thừa cơ lợi dụng nọ kia, hãy mở lòng cơm áo sớt chia, tâm hồn ấy chở quê nên có. Kẻ mắc nạn mình ngồi đây ngò, mình lắm tay người có giúp đâu, khá để lòng xét rõ càng sâu, lo tương trở lẫn nhau lúc khổ. Thấy dục nát thì lo giải dỗ, thấy nghèo nàn thì đỡ nâng cho. Phúc lợi cho nhân loại biết lo, vàng bạc khó đem so tình ấy, đã là người biết phân phải quay. Cả chọn đường nhân ái mà đi, lợi danh mà bất nghĩa ham chi, vì nó chỉ là nguy với tội, được thỏa mãn chỉ là một đồi, nhưng sao rồi chịu hôi suốt đời, có phải là bị lỗ hơn lời. Người ha chẳng lửa nơi dinh diều, thiếu tiền bạc còn nhiều cách liệu, thiếu nhân tình khó níu vào đâu. Ba tánh cần lấy nghĩa làm đầu, khi hữu sự khỏi âu đơn độc. Dù không phải là cùng thân tộc, ở biết điều sẽ được người ưa, gặp những khi ương yêu nắng mưa, không gọi cũng có người đến giúp. Đời có mắt xem mình từ chút, trong người khen còn đúc người chê, miệng thế gian phê phán khắc khe, cách ăn ở nên dè dặt đến.
Ở lương thiện tự nhiên người mến, khỏi phải cần rủ quên ép này. Việc làm lành đâu lửa có tài, mà bất cứ là ai cũng được. Giàu nghèo vẫn làm nên việc phước, lượng khác nhau nhưng giá bằng nhau. Nghèo một xu giàu đáng mười hào, vật tuy ít tâm nào phải ít. Xưa có kẻ thì chẳng cũ rích, được trở nên công đức vô biên. Phật cho mời đến trước Phật tiền, vừa điểm đảo vừa khen vô tận. Chỉ có một mình chẳng để bằng, những vui lòng đem cúng chư tăng. Giá trị châu ngọc có sánh bằng, ít người được từ tâm như thế. Chúng sanh lấy đó làm tỷ lệ, trong nhà tu đến kẻ ngoài đời. Khi muốn đem thi của thi lời, phải thành thật từ nơi tâm nào. Giúp đỡ cho người do lòng thào, chớ không do lòng háo lợi danh. Và cũng không mong biết ơn mình, lòng thảo ấy giống tình của Phật. Cho thầy mất nhưng không có mất, giữ tưởng còn nhưng thật không còn. Của tuy mòn phước đức chẳng mòn, sự còn mất do lầm chọn lừa. Việc sâu tốt tự mình sửa chữa, phước đức là cái cửa giải oan. Nở hồng trần muốn được rành rang, người nên sớm mở toàn cửa ấy. Phải lo tin trước khi sống dậy, nổi gió rồi quát cậy sao xong. Biết rằng khi chết nắm tay không, chớ tạo nghiệp ác trong lẽ sông. Tạo nghiệp ác dù dày hay mong, cũng phải đền chẳng trốn khỏi đâu. Nghiệp mong thì bị nhẹ thắm sầu, nghiệp dày phải chịu đau khổ nặng. Chúng sanh nhớ thật tâm tranh hằng, đừng kinh thường lầm lẫn nhỏ nhen. Tập cho lòng sợ lỗi được quen, lần lượt sẽ trở nên toàn thiện. Thuốc thường hút lâu thành ra nghiền, tội hay làm sẽ biến thói quen. Việc nhân từ lòng cố đua chen, tánh hung ác đâu len vào được. Suốt đời vẫn lo làm việc phước, một lòng nguyện giải thoát hồng trần. Tất không còn bị nghiệp chuyển luân, đời sau hết chịu cơn sanh tử. Còn sống chết vì còn nghiệp dữ, hết luân hồi vì đã trọn lành.
cõi ta bà tất cả chúng sanh, chớ để giả mong manh việc ác. Một lần lọt vào đường sông thác, dễ bị đời dẫn dắt trăm lần. Há không lo dừng lại bước chân, cho khỏi kiếp trầm luân khổ hài. Rừng mê rất có nhiều cảm bày, không chạy ra tất phải mang vào. Khi bị rồi khó nổi bông đào, thân ấy sẽ ra sao thử nghĩ. Tuôn đời rất có nhiều dối mì, nhiều muốn ham, nhiều bị gạt lừa. Bà lợi danh chớ có mến ưa, sự tài sắc đừng mơ mộng đến. Tranh khỏi các việc đời dù quên, mới mong ra khỏi bến mê tân. Nếu còn chiều thì dục nơi thân, thì còn bị nhiều cơn chìm nổi. Còn mê tất nhiên còn tâm tối, ráng làm cho hết thoái sai mê. Cõi siêu sanh thấy lối trở về, được khoái lạc còn chi sanh kiệt. Còn mê tức là còn táo nghiệp, nghiệp còn thì còn kiếp luân hồi. Mê là nguồn gốc tạo ra đời, khi đời hết vì người mê hết. Bởi mê thấy vật kia cũng mất, thân chết nhưng không chết nghiệp mê. Mê đâu thì sanh đó không xê, luân hồi bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, bưng gốc mê cho nó hết sanh. Tất không còn bị nghiệp quảnh hành, chừng đó mới trở thành tự tại. Lầm lạc biết quay đầu trở lại, cố đi dầu xa mấy cũng gần. Đem phàm thân đổi lấy Phật thân, giảng sự ở tinh thần cương quyết. Lo liệu trước khi đời tận diệt, gần lâm chung hối tiếc đã rồi. Việc đáng thôi phải nhất quyết thôi, thì mới trở thành người siêu thoát. Cõi thế gian là nơi tội ác, kém thiện tâm khó vượt cho qua. Có tinh thần như Phật Thích Ca, mới có thể lìa xa tục lụy. Muốn thành Phật mà không đại chí, có thắng qua lũ quỷ trong đời. Đứa này kêu cái đứa nó mời, đã làm biết bao người xa ngà. Kẻ dục vọng còn nằm trong già, chưa hoàn toàn phóng xả khỏi tâm. Mặc dù là ngồi giữa thiền lâm, chưa chắc khỏi đời làm cho hoài.
tâm trần tục không còn một mày. Dù ở nơi đường cây chợ đông, cũng như ngồi ở chốn vắng không, vẫn giữ được cõi lòng thanh tịnh. Thật tâm định lúc nào cũng định, trước Phật như trước cảnh người đời. Vẫn bình tâm chẳng sự đổi dời, người tu phải sống nơi định ấy. Định không có huệ không thể thấy, huệ không thì khó giải nghiệp mê. Muốn định thì phải tỉnh mọi bề, tâm thật tỉnh là kề đến huệ. Định huệ vốn hoàn toàn liên hệ, như đèn dầu không thể tách đôi. Định được rồi thì huệ đến nơi, huệ có bởi định rồi mới có. Định huệ đủ tâm thần sáng tỏ, như giấc mê được mở mắt ra, cảnh mộng và cảnh thật khác xa. Mê thấy khác, tỉnh ra thấy khác. Chưa định huệ như mù đi lạc, định huệ như sáng mắt đúng đường. Kẻ hoàn toàn không biết hướng phương, người thật rất thông đường đi tới. Không biết hướng thành ra bối rối, hiểu rảnh đường nên mới thung dung. Không thấy nên dấp ngã lung tung, được thấy rõ thì không đụng chạm. Bởi không thấy mới gây khổ thầm, nhờ thấy nên chẳng bám nở đời. Thật khác nhau một vực một trời, người tu phải đặt nơi định huệ. Thành lòng phát những lời đại thệ, thệ độ vô số kể chúng sanh. Thể trừ xong phiền não nơi mình, thể học hết pháp lành của Phật. Thể thành Phật cao siêu tột bậc, ngày đêm luôn gắng sức tu hành. Những lời thề ấy phải đạt thành, dù phải chịu muôn nghìn đau khổ. Không thành được tự mình khó độ, thì còn mong cứu khổ được ai. Tập cho mình bơi lội thật hay, mới có thể vớt người chìm đắm. Ngày đêm phải tự mình suy gầm, ngăn gió trần cho lặng sống tâm. Sống tâm còn thấy lạc lầm, trời tròn lại thấy nhăn xẻo sò. Sống thì đục vật không lộ rõ, lặng thì trong chiêu tỏ thiên hình. Sớm làm cho tâm được thanh bình, là sớm được đạt thành trí huệ. Trí huệ có tất xong đại thề, không sợ làm cho kẻ khác lầm.
chẳng khác nào đi quan tối tâm. Trong tay có sẵn cầm ngọn đuốc, sẽ giúp cho kẻ an tâm được, mà chính mình cũng bước vững vàng. Đuốc làm cho người thấy rõ ràng, trí huệ giúp người tan mê mùi, được có của nhờ lo cắm cùi. Đắc đạo màu nhờ gối trần tâm, quyết tu hành tất đạt quyền thâm. Chớ ngờ Phật xa xăm khó gặp, nếu chịu khó ngày đêm tu tập, sớm muộn gì cũng đắc đạo màu. Vạn sự do chi quyết làm đầu, chi đã quyết thế nào cũng được, đừng hèn yêu trước điều trái ngược. Chớ rụt rè trong cuộc gian nguy, phải kiên trinh phải đủ gan lì. Thắng chướng ngại thắng khi thử thách, dẹp ích kỷ dẹp lòng kiêu cách, dẹp tham lam dẹp nết dâm ô, dẹp giang phi dẹp tánh phàm hồ. Thôi ganh ghét cũng lo dẹp quét, dẹp chửi mắng dẹp lời lau khoét, dẹp theo thùa dẹp hết ác ngôn, dẹp gắt gai dẹp tánh tự tôn, dẹp trộm cướp dẹp luôn sát hại, dẹp giận dữ dẹp lòng ngu dại. Thường dình cho quảng đại tấm lòng, kẻ tại gia cần phải lo xong. Khi giao tiếp ở trong xã hội, cùng kẻ khác hằng ngày đáp đối, việc nọ kia trao đổi rất thường. Những sự nào nên thắng nên nhường, cần phải biết tận tường mọi việc. Vừa là giữ cho mình tinh khiết, vừa giúp cho đời biết sạch nhớ, tránh không cho danh lợi làm mờ, ngăn tài sắc gác lừa tối lồi. Lấy giới luật ra làm rành lối, dình bước chân cho khỏi phạm qua. Lúc khó khăn nhớ niệm Di Đà, lấy bổn nguyện ra mà nhìn chiều. Buổi đầu cố nhiên còn vương vưu, nhưng sao rồi sẽ kéo suông ra. Trong khi còn là sĩ đạt ta, với khi Phật Thích Ca có khác. Mặc dù cũng chỉ là một xác, nhưng khi mê khi giác khác nhau. Lúc còn mê mờ mịt lâu sau, khi đã giác lào lào trong sáng. Mê với giác nói hai hình dạng, nhưng cũng từ một bổn tâm sanh. Dạng sự do tâm ấy tạo thành, thấy tâm được là rành dáng sự.
do tâm khởi ra điều hung dữ, cùng tâm sanh ra sự hiền lành. Việc lớn lao bằng núi bằng thành, đến nhỏ nhích như kim như chì, tất cả cũng do tâm suy nghĩ, rồi tạo ra các sự nọ kia. Thấy được tâm như khóa gặp chìa, mở ra hết những gì trong ấy. Các vọng tưởng dù là che đầy, cũng ráng tìm cho thấy bổn tâm. Tâm thấy là thấy Phật giáng lâm, tâm không thấy Phật làm sao thấy. Tâm muốn thấy chớ tầm trên giấy, phải tìm trong lòng mới thấy ra. Vọng tâm như mây khói phong ba, chân tâm tở bao la vũ trụ. Lấy chân tâm để mà làm chủ, chớ nhận lầm cái thứ vọng tâm. Vọng tâm mà tưởng thật là lầm, kẻ tu niệm phải cần đính rõ. Chân tâm rộng lớn và sáng to, vọng tâm thì hẹp nhỏ lu mờ. Chân tâm thì phẳng lặng như tờ, vọng tâm rối giường tơ vò cuồng. Chân tâm chẳng vật nào lôi cuốn, vọng tâm thì bị vướng lung tung. Chân tâm thì như quán không trung, trầm dáng vật nhưng không một vật. Vọng tâm cứ đổi thay không dứt, nhưng chân tâm chẳng chút đổi dời. Như hư không như ánh mặt trời, xưa cũng thế nay thời cũng thế. Vạn sự lấy tâm làm cõi rề, bỏ tâm là sự thế không thành. Muốn đạt nơi bất diệt bất sanh, phải trở lại bổn tâm thường trụ. Nhớ lấy cái chân tâm làm chủ, sẽ không lầm các thứ vọng trần. Chủ được tâm thì đạo được gần, không làm chủ được tâm xa đạo. Khắp thiện tinh khá suy chu đau, chủ được tâm cho đạo sớm khai. Đạo khai rồi cùng Phật đồng vai, hoàn toàn vượt khỏi ngoài sanh tử. Lúc nào cũng an nhiên vô sự, tự do không còn thứ buộc ràng. Cõi vô sanh hoặc cõi niết bàn, chính là cõi của tâm vi diệu. Kẻ học Phật phải cần tìm hiểu, để tu cho biết nẻo mà về. Đã tu mà không thoát cõi mê, thường gì bởi lối ra chẳng biết. Thiếu tình tưởng sẽ không nên việc, thiếu lòng thành thì Phật khó trông. Việc tu hành muốn được thành công, phải đầy đủ tấm lòng tin tưởng. Tích của Phật
Quan Âm thuở trước gương tu kia ai được như ngài, mới rằng chứng quả Như Lai. Lòng son và sắc thiệt rài kim cang, thấy trần khổ lại càng thương xót. Dạo tuần du khắp các cái cõi dương, tâm thân cứu khổ bốn phương. Đời đời kiếp kiếp đức vườn trời cao, tu biết tánh trần lao cứ mặc. Tu kệ kinh thì chắc không lầm, tu nhân giúp khủng trở lầm. Trì trái giới sát tu nhầm chẳng sai, muốn tu huệ thì hãy định ý. Ý định thuần thì trí huệ sanh, muốn tu cầu đặng phước lành. In kinh bố thí giảng kinh cúng chùa, tu kiều mãi lộ cho cơm nước. Kẻ lỡ chân trái bước đặng an, thừa năm hạn đói nắng chan. Giúp người bữa cháo cung bằng công tu, muôn lập đức là tu khẩu ý. Miệng chọn lời cho kỹ thốt ra, tục ngôn giọng ngữ say hoa. Nói điều ác giữ hoặc là bớt thêm, cùng móc xỏ gây niềm tổn hại. Diệu cợt làm bãi hoại phẩm người, đem mình hiên để trò cười. Tu không đạt gì là người bại danh, ý phải xét cho rành thiện ác. Chớ nghĩ lầm người khác xấu tham, dẫu người ác dữ đã làm đức. Mình cứ mặc cho cam lầm mình, nói chánh trực làm thinh nghĩ chánh. Đạo công bình là thanh tại tâm, thanh liêm lòng dạ không tham. Không thèm không bớt không làm bận nhơ, muốn học đạo chừa giờ nghiên cứu. Kinh điển là pháp diệu thầm thâm, ngồi không du hỷ dục tâm. Sanh điều quý tưởng sai lầm hư thân, người quý ở tinh thần hoạt bát. Ở cõi phàm dâm tạc siêu nhân, phàm dương hạnh đức thánh nhân. Xứng danh một kiếp ở trần lưu tên, kinh luận giảng xem liền nhập ý. Nghĩa siêu thâm luận lý công minh, thừa nhàn vui với sách kinh. Xa nơi thơ truyện quê tình dâm ngôn, ca ngâm quyến rũ hồn dục trí. Chuyện dâm phong luận lý đạo điên, muốn nên học sách thánh hiền. Muốn siêu tam giải kệ kinh thấm nhuần, vô lượng nghĩa kinh luân diệu pháp. Có duyên tu ý hợp tâm truyền, nước nguồn cây cội cơ duyên. Gặp đò bát nhã là thuyền pháp đưa, Phật Nhật Tăng quy thừa đảnh lệ. Chấp kim cang đâu để tánh liền, lời này xét đặng ý kia. Phân tầm nguồn cội cái chìa khóa đây, gươm trí huệ hằng ngày lau rửa.
gương soi mình bữa bữa sáng trong. Đạo thiên tu kỳ trong lòng tại gia, cứ ẩn đơn phòng cũng hay. Không đổi dạng bề ngoài cho lâm, mà ở trong ngăn cấm cực đa. Luyện đơn nâu thuốc không già tu, nơi đô thị thiệt là khó thay. Gặp cảnh khó vì ngài thế mạc, hỡi các chữ Bồ Tát tỳ kheo. Quỷ danh trần lũy bọt bèo, chi tâm son sắc mà trèo trong gai. Đường thế cuộc càng ngày thấm khổ, danh vọng chi là chỗ ba đào. Biển trần cuồn cuộn sống sao, vào trần lụy kiếp anh hào dễ chi. Dù thần chức sẵn thì liễu ly, lỡ dưỡng chân đâu thấy nẻo lầm. Lưới trần là chỗ hiểm thâm, sảy chân một bước xa hầm nghiệp khiên. Cõi ác trượt nhân duyên quả kiếp, mơ chỗ đắm mê đền nghiệp kéo đoài. Có gì hạnh phúc nhìn coi, tu tâm cảnh lạc là nơi thanh nhàn. Trần phức tạp lại càng mau quỳ, giải đói nghèo khôn lũy kiếp người. Tranh giành sâu sẽ một thời, cái thân tử đại quy rồi lại không. Ai sực tỉnh hối lầm biết đầu, không giàu sang là thao ách trần. Không phiền kẻ cấp hại thân, không vào tranh cạnh tinh thần đằng an. Trời mở đạo khai đàn cứu thế, là phương châm dùng để thoát nàng. Linh căn xót cảnh rối loạn, quyết vào tai kiếp độ an buổi này. Đạo một gốc mà cây nhiều nhanh, biết phân tầm bổn tâm mới hay. Trí phạm thành quách ngăn dày, chánh tà biện luận dở hay không nhàm. Học một chữ mà kham cũng tốt, văn nằm xe chữ một không thông. Thương thay cả chậu chim lòng, muốn tu đạt vị hiểu thông đất trời. Đời kia thấy một người lục tổ, không chữ nào mà chỗ đạo chân. Đạo công lý luận thua hơn, biết đường chánh giác thì thân khẽ nhàng. Chánh đăng rồi trụ an khi chất, vọng đã lầm tu thất chân truyền. Niết bàn phục đạo căn nguyên, tu không phải khó bệnh duyên mới thành. Cội đăng sung thì nhành lá tốt, đạo ấy là ương hột giống lành. Làm sao cơ đạo viên thành, khai duyên quá đạo nhọc nhằn biết bao. Vì nòi giống giác vào lũy đồ, vì nhân sanh sống chỗ lầm than. Sanh già bệnh tử ngổn ngang, cảnh đời mạt hậu lầm than khốn cùng. Cõi dương thế lạnh lùng ác dữ,
chẳng kể chi sanh tử kiếp người. Bụng no thì mỉm mỉm cười, mặt ai tan tóc mặt người khổ đau. Giấy nợ máu thì giàu quả nghiệp, đòi trả nhau vạn kiếp chẳng thôi. Chúng sanh kiếp sống đâu rồi, tử sanh sanh tử mấy hồi đau thương. Cảnh thế mạt trăm đường quán khổ, đạo bưu truyền tận độ khắp cùng. Hiệp truyền giáo lý trung dung, phổ đồng bao quát hòa dung chánh truyền. Không mắc mỏ tùy duyên đại chúng, trình độ dân ứng dụng hòa đồng. Đạo hoàng tại mục tương thông, không phiền có một nhân ông giảng đường. Một quyển kinh tận tường chân lý, một kiếp tu luyện kỹ đau hồi. Người đời có tánh buông trôi, bắt cơm manh ảo lối thôi mạng ngày. Vào mượn kiếp nở dây tràn ngập, chữ hiếu thân bồi đắp chưa tròn. Lấy gầy thêm nở đoàn con, nở chồng nở vợ đã mòn tất hơi. Hữu canh thì nhớ lời thể ước, ngộ đạo thì giỏi bước tầm tu. Kìa gương thế diệt cổ lưu, cuối đời cực tiếng quả sầu tiêu vong. Biết niệm tâm lòng hằng tưởng nhớ, tu là nay cứu trợ cho đời. Quan Âm Bồ Tát hiện thời tầm thinh, cứu khổ khắp nơi khấn nguyện. Tánh người giữ não phiền hơn dần, tham sân si quý tưởng đau điên. Trị lòng niệm Phật bền duyên sân si tan biến, tánh hiền phát sanh. Người ngu tôi lưu manh tà dạy, niệm Quan Âm tánh lại sáng khôn. Lâm nàng trì tụng Phổ Môn, Quan Âm cứu khổ bảo tồn khỏi nguy. Miệng tụng kinh tâm thì tưởng mộ, pháp giới là tận chỗ cao siêu. Vào tu trước giữ quy điều, ở ăn mật thước theo chiều sĩ nhu. Lần tiết giảm giao du kẻ ác, học đạo thì tự giác nơi tâm. Lời tiên ý Phật sưu tầm, phân đường chân lý tu nhầm nẻo chân. Đời hậu mạc thua hơn cứ mặc, khôn thì gìn giữ chặt cái tâm. Ma quân bốn phía chớ lầm, dụ thần mà sáu nẻo không làm lay tâm. Vì ba đạo nên làm đạo lòng, căn cứ vào nguyên bổn mà tu. Bàn môn dòng ý mong du, nguyên căn mau đạt lý màu chân tu. Hội lòng dân tầm cầu muôn một, lý chân truyền dung hợp đại đồng. Ba nền chánh giáo tương thông, dung hòa đại đạo chánh tâm hưng truyền. Hỡi tư chung mấy quyền đạo đạt, hỡi các nhà uyên bác học gia. Đừng chê đừng thị lão già Phật
tiện đâu ở cạnh nhà rẫy dưa. Lời truyền chẳng đông đưa sai dùi, cảnh đời nguy tội lỗi tránh lành. Tiền tài liên lụy xác thân, đồ vương mạng ba quay trần lưu vong. Ai là kẻ anh hùng nghe kỳ, anh hùng là đạo lý uyên thâm. Anh hùng tranh chỗ lạc lầm, anh hùng giác ngộ mà tầm đạo chân. Không truy lạc giọng đờn tiếng huyền, không sai vùi vì miếng định chung. Tiện tài thảm lụy muôn trùng sắc, xin cám dụ anh hùng đọa xa. Lời chân pháp trẻ già đát ngộ, phải hồi tâm hướng mẫu đường lành. Hồi tâm dứt bỏ cạnh tranh, biết thương nhân vật sát sanh phải trường. Học tu tánh mũi dưa lần lượt, dầu người sau kẻ trước nói theo. Cánh đời hậu mạc treo leo sanh, nhiều bệnh chứng hiểm nghèo mạng vong. Nhiều độc khi ác phong hay nhiệm, ký sanh trùng ẩn tiệm hải ngầm. Nhân duyên quả kiếp cơ thâm, hoặc là hiện tại dục tâm khởi lầm. Quả thế chiến càng mong thúc đầy, nhân loại càng dục quấy lòng tham. Của trần dục tánh ngu phàm, không dình tội lỗi mà cam lãnh liều. Gầm thân thế đã nhiều nghiệp trước, đến ngày nay biết được đạo màu. Thì tua quan cái tầm cầu, ba đời thành Phật nhiệm màu không sai. Hỡi già trẻ gái trai xét kỳ, chữ đạo là nguyên lý tổ tâm. Đời con dậu một mái lông, lưới trời chẳng lọt cũng không xóa nhòa. Trên cõi tạm ấy là trường học, là trung gian thanh lọc các căn. Luân hồi lúc đạo lăng xăng, nghiệp duyên lẫn lộn khó khăn đời đời. Vì khổ kiếp Phật trời mở đầu, từ cổ kim chánh giáo khai truyền. Giác thì được trở về nguyên mê, trần sanh tử nối liền thảm thế. Cuối quân hạ ê chề nán khổ, đại đạo truyền phát lộ thiên cơ. Vô hình vẽ một bàn cờ, bên tà bên chánh xem cơ mà hành. Hễ căn chánh thi hành đạo chánh, giữ thế cờ vững mạnh tu trì. Nếu mà đạo pháp để suy, thì cơ thế diệt khốn nguy tới liền. Ta giảng pháp hỡi miền trung dây, nghe lời ta thì phải hồi minh. Giảm đường vật chất sắc thinh, soi gương đánh sáp dâm tình kêu ngươi. Thân vật chất con người đã tốt, y phục là cốt để che thân. Giữ cho kinh đau mắt trần tử phòng, cốt cách đi tăng phần tốt tươi. Phải biết đạo làm người có lệ, bốn đức
là dành để nữ hiền. Công dung ngôn hạnh nói truyền ấy là chân lý đạo điên sanh tàn. Lời nói năng thiệt thà chánh trực, ý nghĩ thầm giữ mực chánh tâm. Lòng đừng ganh tị ghét thầm xuôi, người làm quấy dục tham mỹ tàn.